Hello, chào tất cả các bạn ha. Trên tay mình đây là cái siêu phẩm Yonex Cyber 11 Pro. Cái cây vợt đang được rất nhiều người chơi mong đợi trong thời gian vừa qua. Và hôm nay mình sẽ review thật chi tiết về cái siêu phẩm AC 11 Pro này. Sau đó là lên lưới và đánh trải nghiệm cho các bạn những cái cảm nhận chân thực nhất về cái siêu phẩm vợt mới này ha. Về thiết kế thì mình đánh giá cái cây Yonex Cyber 11 Pro này là một trong những cái cây vợt đẹp nhất của Yonex tính cho đến thời điểm hiện tại ha. Mình thấy là nó được phủ lên mình một lớp sơn nhám trên tổng thể luôn, nhìn rất là cứng cáp, kết hợp cùng các cái phối màu như là màu xám nè, màu đỏ và màu đen, nhìn trên tổng thể là rất là hiện đại ha các bạn, đảm bảo sẽ làm các bạn cực ưng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn. Như các bạn đã biết trước đó thì cái cây vợt Yonex AC 11 á, nó được mệnh danh là ông vua điều cầu, và đến với cái bản Pro này của chúng ta nó sẽ càng hoàn thiện hơn về cái khả năng này, và nó sẽ được nhà Yonex cho tích hợp rất là nhiều cái công nghệ cao cấp và cực mới luôn. Công nghệ đầu tiên được tích hợp trên cái phần khung của chúng ta đó là cái công nghệ Enhanced Cyber Flame. Thì đây là cái công nghệ khung hoàn toàn mới vừa được nhà Yonex cho phát minh ra. Chúng ta nó sẽ được làm là khung dạng hộp không có rãnh ha. Và ở trên cái phần đỉnh vợt cùng gần cái khớp nối chữ T á, nó sẽ là khung hộp có rãnh. Thì cái khung hộp không rãnh này á, nó nằm ở phần giữa nè. Nó sẽ bao trọn cái phần điểm ngọt của các bạn mà khi đánh cầu á, nó sẽ giúp cải thiện cái độ giữ cầu và tăng cường cái độ chính xác trong các cái pha đánh cầu của anh em chúng ta. Và cái phần đỉnh vợt và cái phần gần cái khớp chữ T nó làm là khung có rãnh, thì cái phần khung rãnh này nó sẽ tăng cường cái độ cứng cáp cho cái cây vợt và hạn chế vặn xoắn, giúp cây vợt nó phục hồi nhanh trở lại sau mỗi cú đánh, và giúp anh em chúng ta đánh cái pha cầu tiếp theo nó sẽ được nhanh hơn và chân chu hơn ha. Kế tiếp là cái phần đỉnh vợt nó sẽ được trang bị một cái gãy gen, cái này gọi là Control Assist Bumper. Thì cái gãy gen này á, nó sẽ giúp khi mà cái phần dây đan chúng ta đang lưới vô á, nó sẽ giữ được cái dây đan ở trạng thái là cố định. Tiếp cũng là ở trên đỉnh vợt chúng ta luôn, từ cái phần này đến cái phần này nó sẽ được lót thêm một cái phần đó là Pocketing Booster. Thì đây á, là cái một cái vật liệu giống như là cao su á, nó sẽ giúp cho cây vợt chúng ta nó tăng cường cái lực nảy nhiều hơn, anh em chúng ta đánh vào hoa cầu nó sẽ phát lực nhiều hơn ha. Cái phần khung vợt của chúng ta nó cũng được trang bị là 76 lỗ gen ha anh em. Thì trang bị 76 lỗ gen là lỗ gen nhiều á, thì anh em chúng ta đang lưới thì trên cùng một cái số ký thì 76 lỗ nó sẽ cho cái sức căng trên bề mặt lưới nó căng hơn so với những cái cây 72 lỗ hoặc là thậm chí 66 lỗ như là Adjust 88S Pro hoặc là 99 Pro ha. Về phần đũa vợt á, thì đũa của cây vợt này nó được trang bị là Super Slim Shaft nha anh em. Là đũa của nó là đường kính là 6.8mm kết hợp cùng cái chụp mũ là EB cap thường. Thì nó cái EB cap thường này á, nó sẽ giúp anh em chúng ta có thêm cái điểm tì đè trong các cái pha mà phản tạc với phòng thủ. Và bên cạnh đó thì cái chụp mũ EB cap này á, nó sẽ cũng phần nào hạn chế được cái sự vặn xoắn, giúp anh em chúng ta đánh cái pha cầu tiếp theo nó được nhanh hơn ha. Và cuối cùng là cái công nghệ đặc biệt trên các cái sản phẩm Pro mới có là cái công nghệ khung Isometric Bluetooth. Thì anh em có thể thấy là cái khung của chúng ta nó sẽ được mở rộng ở bốn cái góc này nè, nó sẽ được mở rộng nhiều hơn, nhìn là cái khung chúng ta sẽ bự hơn, và việc mở rộng như thế này á, nó sẽ tăng cường cái phần điểm ngọt trên cái cây vợt chúng ta, giúp anh chúng ta đánh được cái pha cầu nó sẽ được chính xác nhiều hơn. Và đó là một số cái công nghệ đặc biệt cho cái cây AC 11 Pro này. Bên cạnh đó thì nó cũng được tích hợp một số cái công nghệ tiên tiến khác, anh em có thể tham khảo cái bài viết của mình ở trên shop Vinbi ha. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái phần thông số vợt ha. Thì cái cây Yonex AC 11 Pro này nó sẽ được phát hành hai phiên bản, đó là Bow và 4U. Và cái phần cán cầm thì hai cái cán là G5 và G6, là chia ra là anh em chúng ta được tới 4 bản ha, Bow 5, 4U5, Bow 6 và 4U6. Và đặc biệt á, là cái cây AC 11 Pro này mình đánh giá là cái cải thiện nhiều nhất á, nó chính là cái phần sức căng trên bề mặt lưới ha. Cái trước đó thì cái cây AC 11 Pro thường á, nó chỉ căng được tối đa là 10kg rưỡi thôi. Thì đến cái cây AC 11 Pro này á, sức căng tối đa trên cái bản 4U của chúng ta nó là 12kg ha. Và cái bản Bow nó là tới 12kg rưỡi. Như vậy á, thì anh em chúng ta sẽ yên tâm hơn về cái độ cứng cáp của cái cây vợt này. Kế tiếp mình sẽ đo thông số vợt cho các bạn tham khảo ha. Đầu tiên là cái cây 4U5 trước nha. Trọng lượng của chúng ta là 85g. Thì 4U là từ 80 đến 84g thì nó có hơi nặng hơn chút xíu ha. Ok, điểm cân bằng của cây 4U5 mình đo được là khoảng 295mm ha các bạn. Swing weight của cây 4U5 là 84,4kg trên 1cm2 ha các bạn. Ok, độ cứng đũa của cây 4U5 mình đo được là 8.248 nha các bạn. Một cái độ cứng nằm ở mức là cứng thôi nha. Tiếp theo là cái bản Bow 5 ha. Ok, trọng lượng của cây Bow 5 này khá chuẩn nha các bạn, là 88,5g, là nó nằm ở mức 85-89 ha. Ok, điểm cân bằng của cây Bow 5 mình đo được là khoảng 290mm nha các bạn. Điểm cân bằng nằm ở mức nhẹ đầu.
Quay của cây bao năm là 86,4 kg trên 1 cm². Mình sẽ đo độ cứng đũa của cây bao năm ha. Cứng hơn không? Hay. Ok. Độ cứng đũa của cây bao năm mình đo được là 8.057 ha các bạn. Nó cứng hơn một chút so với cây bú năm ha. Ok các bạn ha, sau khi mà mình đã đánh trải nghiệm xong cái cây Acerber 11 Pro này được 3 ngày thì mình sẽ có những cái đánh giá như sau. Đầu tiên á là mình thấy thế giới đa số là trên cái cây Acerber Pro này á thì họ đều đang cái dây Aerobite, nên mình cũng đang Aerobite và mình test luôn. Thì cái cây này nó đúng là cái bản cải tiến của ông vua điều cầu các bạn. Những cái pha phong cầu mà mình phong trên cái cây này cảm giác là nó khả năng trong sân nó cao lắm. Với những cái pha mà các bạn đánh dọc biên á thì nó đều trong rất là cao, nó không có hổn như những cái cây vợt mà khác. Cái phần đánh á thì cái cây vợt này nó cho chúng ta cảm nhận là khi mà anh em chúng ta đánh vào cái quả cầu á, nó sẽ cho ra cái quả cầu là nó nhanh chứ nó không có nặng, nó nhanh và nó đều và nó có sự ổn định rất là cao luôn. Về cái phần đập cầu á thì cái cây vợt này đáp ứng cho mình đập ra được cái quả cầu, nó sẽ là các bạn đập, các bạn sử dụng cây vợt này đập, mặc dù là mình đánh cái bản bow luôn thì nó đập, nó cho bạn đập ra cái quả cầu nó sẽ nhanh và nó ngang nách, khá giống với mấy cái cây Nanoflare 800 đũa. Đánh ra trái cầu nó sẽ đều. Và cái cây này đặc biệt á là các bạn khi mà các bạn bị bên kia họ em để giao cầu á, họ giao cầu bắn á, thì anh em thì cái cây vợt này á đáp ứng cho anh em chúng ta những cái pha mà gõ chéo sân á, nó cho mình cảm nhận là nó gõ rất là tốt luôn. Nó gõ một cái là chéo qua sân bên kia và có cái độ cắm rất là sâu và nó sẽ ngay biên nha các bạn. Cái cây này mình đánh, mình trải nghiệm qua vài bữa rồi nhưng mà cảm giác mình đánh cái pha cầu đó, nó không bao giờ bị ao luôn. Những cái cây vợt trước mình đánh là đa số là khả năng nó ao nhiều, mà cái cây này đáp ứng cho mình là đánh cái pha cầu nó trong sân rất là nhiều ha. Về cái phần phản tạc á thì cái cây này mình cảm giác là phản tạc nó không được ngon lắm. Trang điểm á thì nó khoảng được tầm 7 điểm trên 10 thôi. Bởi mình cảm giác là cái cây này cái đũa là 6.8mm cho các bạn, nó không có nhỏ như các cái đũa như là 6.6mm như cây 88D rồi, 88S rồi rồi. Nên là khi mà mình tạc mình cảm nhận cái cây này cho mình tạc nó cái quả cầu nó hơi chậm một chút. Mặc dù nó hơi yếu trong cái pha phản tạc nhanh nhưng mà cái pha phòng thủ thì cây vợt này mình đánh mình cảm giác là cái pha phòng thủ của cây này đáp ứng mình rất là tốt. Bên kia đập là mình dở cái cầu là nó đều lên cao và nó đều chứ nó không có bị là cạch cán đồ này nọ. Phần phòng thủ mình sẽ cho nó ở mức là điểm 8/10. Cây này mình cảm giác là đánh thủ khá là ngon. Anh em mà sử dụng đánh trong đôi nam hoặc là đôi nam nữ, chúng ta mà lỡ bị ép mà bị bên kia ép nặng luôn á, mà anh em là nó vẫn có khả năng đáp trả lại những cái pha đánh chéo sân hoặc là bung cao lại ha. Và cái mảng cây lưới á thì cây này cho mình cảm giác cây lưới là rất là ngon luôn. Chắc là khả năng là mình đang kết hợp với cái dây Aerobite này. Khi mà mình cây lưới mình cảm giác là mặc dù là bên kia họ kê quả cầu rất là sát và nó rớt xuống dưới luôn, nhưng mà mình móc ở dưới lên là trái cầu nó vẫn lên rất là đều ha. Thường thường mình thấy là mô ta khi họ anh ta đánh cái lưới này, anh ta kê lưới cũng rất là hay. Một phần là do là khả năng cái lực đẩy của cái lưới này nó cao và kết hợp với cái cây Acerber 11 Pro này, nó hỗ trợ rất nhiều trong các cái mảng trợ lực khi mà anh em chúng ta đánh cầu á. Là cái lưới của cái cây này mình đã cảm nhận là rất là tốt, nằm ở mức khoảng 9/10 luôn ha. Và tổng kết lại thì cái cây Acerber 11 Pro này theo ý kiến cá nhân của mình á là về mặt thiết kế màu sơn đồ này nọ là nó cực kỳ đẹp và tuyệt vời luôn. Đánh cầu thì đánh cũng ngon nữa, nên là nó rất đáng để các anh em chúng ta tham khảo mua và trải nghiệm ha. Và giá bán hiện tại của cái cây Acerber 11 Pro này trên Shopee là 3.709.000. Trong cái video sắp tới các anh em muốn mình review về các sản phẩm gì, hãy comment bên dưới cho mình một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều ha.